Nhóm Bức Tường chuẩn bị trở lại với một dự án mới mang tên Bức Tường Unplugged, Cơn Mưa Tháng Năm. Dự án được ấp ủ từ năm 2012 sau cuộc gặp gỡ của cố nhạc sĩ Trần Lập, guitarist Trần Tuấn Hùng với nhạc sĩ Trần Thanh Phương tại Hà Nội. Sau 12 năm thì nhóm Bức Tường đã có đủ các yếu tố, sự trải nghiệm cũng như những hỗ trợ cần thiết để dự án được diễn ra, đưa âm nhạc của mình vốn rất phù hợp với sân khấu ngoài trời để khán giả thỏa sức nhún nhảy vào nhà hát Hồ Gươm. Nhóm Bức Tường mong live concert mới sẽ dành cho mọi lứa tuổi, dễ chịu và nhiều cảm xúc. Lấy chủ đề Cơn Mưa Tháng Năm, đó là những năm tháng mà Bức Tường đã đi qua, đã nếm trải cơn mưa rào của tuổi trẻ và cả cơn bão dữ dội nhất. Cũng là tên bài hát đặc trưng cho thể loại âm nhạc Bức Tường sẽ trình diễn trong concert lần này. Đồng thời, đây là sáng tác chung duy nhất của Trần Tuấn Hùng và Trần Lập. Nhóm nhạc sĩ trình diễn rock với nhạc cụ mộc mạc thuần khiết từ guitar acoustic, piano, trống da hay là bộ đàn dây để 29 bản nhạc hay nhất của Bức Tường được phối khí mới mẻ, đầy cảm xúc. Bức Tường sẽ kể về hành trình 29 năm của nhóm một cách mộc mạc nhất. Đặc biệt, nhóm chưa từng biểu diễn trong nhà hát, nhưng lần này Bức Tường Unplugged Cơn Mưa Tháng Năm sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm. Live concert ngoài ban nhạc Bức Tường thì còn có các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm, Nguyễn Nhật Minh, Vũ Thanh Vân.